sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 121. Đây là phát hiện đã làm thay đổi toàn bộ sự hiểu biết của chúng ta về nguồn gốc của loài người. Vào năm 2013, hai nhà thám hiểm hang động là Stephen Tucker và Rick Hunter đã tiến hành khám phá một hệ thống hang động phức tạp ở Nam Phi có tên là Rising Star. Trong quá trình thám hiểm hang động, họ đã liều lĩnh xâm nhập vào một căn hầm mà trước đó chưa có bất cứ ai có đủ can đảm để thử sức vì nó quá nguy hiểm khi lối vào rộng chỉ 18 cm, và cuối cùng sự liều lĩnh của họ đã được đền đáp xứng đáng khi những thứ mà họ khám phá ra đã làm các nhà khoa học trên toàn thế giới sửng sốt. Một cảnh tượng vừa rùng rợn vừa khó tin khi trước mắt họ là vô số những bộ xương người nằm rải rác dưới căn hầm. Ngay sau đó, hai nhà thám hiểm đã trở về và liên lạc với một nhóm các nhà khoa học để cùng vào cuộc điều tra về nguồn gốc của các bộ xương. Sau khi thu thập và thực hiện rất nhiều phân tích, các nhà khoa học đã công bố rằng đây là một chủng người hoàn toàn mới, chưa từng được chúng ta biết đến. Họ được đặt tên là Homo naledi. Điều đặc biệt là chủng người này có ngoại hình rất kỳ lạ khi chiều cao trung bình của họ chỉ là 1m48 với dáng người suông, nhưng phần hông lại rất rộng, khá giống với những mô tả về các tộc người lùn trong những ghi chép của các nền văn minh cổ.